chào tất cả anh em nhá. Dạ vâng, chào tất cả anh chị em đang xem live stream buổi sáng ngày nay. Bầu trời Hà Nội, nói chung anh ở ngoài này không có mùa đông anh ạ. Nó cũng, trời ơi, ốm nhiều lắm anh ạ. Ốm nhiều lắm anh ạ. Nó cứ khật khừ anh ạ. Nhiều lúc nhưng được cái rất là may là mình hiện tại là chưa ốm phát nào. Bắt đầu sang năm thứ 9 thì chưa ốm anh ạ. Điều tiết khí hậu giữa con người với thiên nhiên hòa hợp giữa thân nhiệt anh ạ. Đấy. Dạ vâng. Buổi sáng nay thì cũng rất là nhiều những dòng xe đang chào đón tất cả anh chị em. GZ 150. GZ 36 triệu anh em nhanh tay còn kịp. Đấy, xuất gì máy gì? ZX anh. Nhanh tay còn kịp nhá. Không em. ZX nha anh em nhá, ZX màu tím đen anh em chờ em xíu. Rim Việt Nam. Rim Việt Nam bây giờ bán 38 39 triệu nhá, cũng nhanh tay còn kịp. Rồi. Không có hết. Đấy. À, tiếp theo là Latte. Yamaha anh em nhá, ZX FI dành cho anh em chờ em xíu. Một chiếc Attila bản FI. Mọi người nhá, những cái dòng xe này giá rất là tình yêu thương cho tất cả chị em. Lít bản led 2 tầng. Lít đời mới. Vâng, lít đời mới anh em ạ, giá rất là nhiều những dòng SH. Đầu lắm rồi, giải quyết cái em Suzuki này cho nó phong thủy nhá. Vừa mua về xong anh em nhá. Ai thích làm món này thấy ngon. Kilomet 1.8 em nhá. Ừ. iPhone 12 thì bán là 36 triệu, sơn zin máy zin. Đấy. Gọi là biểu tượng chân dài và đại gia anh em nhá. Đấy, phun điện tử. Điện đẹp. Sơn zin máy zin. Đấy. Xe mộng bạc chưa dọn dẹp đấy nhá anh em, vừa mua về xong con quay vòng đây. GZ 150 anh em ạ. Đây là có cậu bé 22K6 đang quay cho anh em nhá. Bốn máy. Những cái dòng xe này thì em nhiều mọi người ạ. Một GZ 150 này vừa rồi biển là đẹp nhá, biển đẹp 5252 nhá, 35252 nhá. Vâng, đây GZ 150 này. Xe vẫn còn mộc mạc nguyên. Đấy, bản thân 36 rẻ quá. Vâng, 36 này hợp tình hợp lý mà. Nguyên bán xe nhưng không bán biển nhá. Biển này nguyên biển 35255. Biển này B52 nhá, B52 nhá. Đúng biển khách sạn cho mình. Không khách sạn của mình là 0568 B52 B52. Đấy rất là dễ nhớ. 352 nhá. Ừ. Đấy anh em. Đấy. 36 triệu hợp lý nhỉ. Số B52 là rất hợp lý. Xe này ăn hết 2.2L trên 100 km nhá. Bản tay nắm vẫn còn nguyên zin anh em nhá. Tiết kiệm nhiên liệu. Đây, tay nắm, tay cầm, tay phanh nguyên zin. Thường. Còi đôi. Camry. Như tay. Camry. Nghe tiếng hay nhỉ? Đôi, đôi. Xe dẹp đường, xe không ăn. Ừ, dẹp đường. Xe rất thường, không phải dẹp đường. Camry, Camry. Ô tô đấy. Hàng mộc mạc anh ạ. Đèn quá nhiều các bạn nhỉ. Chào em xíu anh em nhỉ. Trời. Quả dẫn đoàn này này. Trời, trời. Win đúng không? Đi hoành tráng. Tiếng nghe hoành tráng rồi. Máy gì em nhé? Vâng, 36 triệu đồng anh em ạ, 150. Em thấy là rất nhiều anh em thích cái form dáng này, dòng này. Nó có cả GZ 50. À mộc mạc, bạn 8, được cái có cốp đủ đầy đủ. Đấy, anh em nào quan tâm thì có thể inbox trực tiếp hoặc gọi điện trực tiếp cho nhân viên. Người to tóc dài nữa thì đúng công tử luôn đúng không ạ? Nó là biển đẹp nhá, biển 352 352. Biển 35252, 52 chỗ Hà. Lộc lắm. Anh em nhé, biển là 52 chùa Hà nữa. Cả nước biết rồi chứ. Đờ gem đây anh em ơi. Hàng là hiếm có kho tìm sơn zin máy zin, hàng đẳng cấp. Không được phép chê, 29. 38.500. Sơn zin máy zin. Gầm xanh ngắt. Gầm mẹ xanh ngắt đây, sơn zin máy zin sáng choang. Đầu bò sáng choang. Chú Phúc phở gà, chú đang hỏi anh là dạo này khỏe không cháu? Chú Phúc ở trong chợ sao? Chú Phúc xem. À, Phúc thì con bên, xa ra nó chọc. Đấy, bật. Anh em cháu bình thường chú ạ, sẽ cảm ơn chú nhá. Xa ra. Thôi. Chào bọn em, nhìn đợi đi. Tem mát này, tem mát còn nguyên gì này. Món best seller của Hoàng Kiên đấy. Best seller. Bao nhiêu, bán bấy nhiêu. Thế hay. Hay đấy. Món ăn hàng nó hàng chuẩn nhá, không có chuyện vớ vẩn mông má đâu, hàng chuẩn. Đẹp không?
Ôi vành bánh tam nan gì nét này, không gom thì thế nào anh em nhỉ? Làm sóc đồ nha. Đường nửa chót. Hàng ngày nhiều phụ đến đọc năm chục. Tôi thấy nắm con gì theo xe chưa thay lần nào nhá. Để ngọt quá nhỉ. Chuyên lên 3 vạn 1, cháu nó mới 31 tuổi thôi. Gương zin, quả yên zin này. Km đúng 3 vạn 1 này. Con này có điểm yếu là con này để nắng hơi dạng tí đây. Hơi bị dạng trên cái mặt. Tôi thấy nắm này, zin nhá, chưa cầm nắm nào. Đây. Yếm zin này em này, hơi cáu bẩn tí thôi. Xe này hết đời vào kia không hỏng nhé. Đời không hỏng. Anh em cứ dò mơ nghìn cây thay lần. Lâu mới hỏng. Mút zin. Chủ xe này rất thật. À, cái tài chủ không có để gì, anh em nhìn xe mộc. Vừa mua xong nha anh em nhá, vừa mua cách đây 5 phút. Soi soi gầm chưa? Chưa anh. Soi gầm. Đấy. Đấy lộn gầm cho anh em cho cả người chức cao vọng trọng các sếp hết sức thông cảm. Đấy. Trên này mình biết rồi, trên này rất nhiều các lãnh đạo. Rồi. Tóm lại là cũng như nhau cả mà. Cao. Lúc nào chức cao vọng trọng thì quan điểm, lúc nào không quan điểm thì thôi, nói chung là nó cũng tùy tòa thôi. Xin Thái anh ạ. À quên, xin Việt anh ơi, xin Việt thì bảo xin Thái. Xin Việt Nam 2012. Đi hết bời không ạ? Máy càng nét. Máy này càng nét luôn. Con này còi không lên. Mất còi. Mất sinh nhan luôn. Xứng đáng rồi anh em ạ. Sơ gì máy gìn mà. Mất còi, mất sinh nhan luôn. À đâu không phải. Mò bè không chịu khóa. Cái này nó bị răng tay nào, nó bị tay này. Có chứ, hàng nó đẹp thế này. Ê. Rồi. Còn quay rồi chú cùng máy đi, mẹ chú nhìn nó yếu quá rồi. Làm sao nó đẹp thế này. Giá nó rẻ thế nhỉ. À, mình bán hớ mẹ bây giờ này. Đầu bùa trong phòng. Thôi mua rẻ bán rẻ nhá anh em nhá. Thợ thuyền mua về bán kiếm một đôi triệu đơn giản. Cái này á. Hôm nay về không làm được vài triệu thì tốt nhất là thôi đừng có buồn. Buồn làm gì? Còn lại khả năng lốp đẹp gì? Cái nhỉ? Là lốp tiếc thế nhỉ? Bảy bánh năm nay và mấy triệu mà rẻ rẻ quá. Không được phép chê. Tâm nan bằng chuế anh em ạ. Ôi, đó là con này anh em thọ thuyền mua mút tốt. Này, quay Đức nhìn xe. Đấy. Hà Nội phố nhá. Trời ơi, đấy. Xuống hầm rất ít tiếng nha, hàng vòng bạc chưa dọn dẹp đâu. Vâng, một vòng cho anh em nào làm xe này ZX 100 đời 2005, đúng đời ZX anh em ạ. Đây thụt vẫn còn nguyên zin anh em nhé, tâm nan vẫn còn nguyên, thụt Meyer vẫn còn nguyên zin ạ. Một quay cho cô cái đầu cây da máy thì thôi, nó cũng theo thời gian nó hơi còn bẩn tí. Được cái là tem mác vẫn còn nguyên zin, càng bán một xích còn anh em nhá. Tam nan dưới vẫn còn, tem mác còn nguyên zin. 16.500 nha anh em nhá. Vâng. Tím hoa cà. Biển 29V754781. Kiểm tra luôn cái máy. Không này, vẫn có không. Này nó nổ giòn lắm. Vâng. Máy zin nhá. Máy zin. Hình thức về dọn đẹp qua. Đúng. Đi. 16.500. Vâng. Em đang like nhá. Em đang like, tí nữa em sớm em gọi. Giảm sóc. Chặt bếp. 16 triệu đồng anh em ạ. ZX xịn mọi người nhá, khỏi ra bây giờ đâu. Sơn nó zin nhá, sơn zin máy zin hình. Vâng, mẹ dọn dẹp qua tí. Thay pha 2.2. Cảm giác tiếng nổ giòn không? À. ZX màu tím nhá, đúng màu luôn nhá. Máy zin, sơn zin, máy zin. Hình thức về mong má dọn dẹp qua tí. Hàng mộc mạc 16 lăm. 54781 anh em ạ, 16.500.000. Đấy, ZX. Màu tím hiếm, chả mấy mua phi mua này, có duyên mới mua này. Ông là cái duyên. Kiểm tra thì rất là nhiều anh em đang hỏi. 16.500.000 anh em ạ. ZX tím.
Thế rút. Nó là Jeep nhá, dành cho rút hồ sơ thoải mái anh em nhá. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Vâng, 50cc em rất là nhiều, xe ga trên phố em rất là nhiều. Rồi anh em ạ. Rồi một chiếc xe Jeep đời 2010, 09, 10. 9 triệu đồng nha anh em nhá. 20 đăng ký tháng 3/11. 9 triệu đồng. 9 triệu 2011, đăng ký 2011 mọi người ạ. Con này nó quay là Jeep nhập khẩu nhá anh em nhá. Không phải Jeep. Quay một vòng, quay một vòng. Cái máy nổ ngọt lắm, xem xe nhập khẩu Ý ấy. 9 triệu thôi, có vào luôn. Màu ghi anh em ạ, đời 20 đăng ký 2011. Jeep nhập khẩu. Đây Jeep nhập khẩu nó có chân rộng này. 9 triệu đồng. Là máy còn nguyên zin. Hiện tại là xe vẫn đang nổ. Có triệu đồng anh em ạ. Chiếc xe Jeep nhập khẩu. Có anh Hùng Phạm ơi, có biển 88 có nhá. Có con đấy 27 triệu 500 anh Hùng Phạm ạ. Con này bên mình đã dọn dẹp đẹp rồi nhá, sơn chi tỉa tốt, dọn dẹp tất cả mọi cái ok rồi. Mình bán ra 9 triệu. Trong đó dọn dẹp đẹp lên rồi. Về đâu cũng được anh. Anh Triệu Vũ ơi. Pignon. Tên em nó là Jeep. Jeeper. Ngon lắm. Anh ơi, G550 lúc nãy là 36 triệu anh ạ. Con đấy xe mới về đấy. 36 triệu vừa mới về nhá. Con đấy được cái biển mình không quên mất mình không được bán. Được cái biển đẹp. Biển 3252 thôi mình bán là hữu nghị đấy. Anh con... cái giá đấy rất là yêu rồi. Cái biển 5 số anh em có thể lắp vào SH hoặc lắp tất cả các thứ được nhá. Anh em có nhu cầu mình có thể lắp được hết anh em. Sang tên là mình lắp được ngay. Anh em có thể giữ lại được biển nhá. Tất cả xe mình sang tên có thể giữ lại được biển, mình có dịch vụ giữ được biển nhá. Vâng. Không như em muốn mà em biển con Bắc Cạn đâu. Con biển Bắc Cạn con đấy cũng là bên mình rút hồ sơ chứ. Anh em cứ theo dõi cái xe đấy là đội mình, còn đội mình hết đấy. Con biển 9797 em huấn lỗ không được anh em ạ. À. Anh em đang trả, em bảo là anh Tuấn Anh đang bảo là hôm vừa rồi em mới lấy con Ablet 40 triệu của anh. Để cho em con Jeep 7 triệu không được. Lỗ. Xe quá. Lỗ. 9 triệu xe chất lắm anh em ạ. À. Con đấy cực kỳ là chất luôn. Máy anh em nhìn rất là thút thít. Đăng ký 2011 9 triệu. Thực ra để bên em ra lộc cho anh em một xíu lấy may thôi. Mọi người nhá. GZ là đời bao nhiêu, con đấy là đời? Con này 2012. 2012 anh Hoàng Anh ơi. Latte bản Limited Edition nhá. Bản giới hạn. Vâng, 848 cây. Mới màu có. Xanh sần. Latte. Hai đặt ngược vào mồ. 2024 anh em ạ, bản mới nhất anh em nhá. Bản này gần giống như kiểu gì nhỉ? Grand biển số 29Y771125. 2024 anh em ạ, đây. 848 cây anh em nhìn phím bấm tay cầm nguyên zin. Giảm 1 triệu anh con này. Vâng. Để cho anh em 28 triệu 5 nhá. Giảm 1 triệu cho dễ bán. 28,5 2024. Tất cả là của nó là dáng của Noza Grand nhá. Như anh em đây nó không phải là Camry, bên đây nó là A-tip thôi. Cái tip sau nó hơi hip tí, nếu mà Noza Grand thì tip điệu hơn tí. Nhưng mà đây nó là A-tip thì nó biển Hà Nội xấu hơn tí. Đấy, nó quay gần rồi đây. Toàn bộ khung sườn máy móc các thứ đều của Noza Glam nhá. Con A-Tip 2, đây là A-Tip 2.0 ấy, không phải Camry 2.0. Lê Huy trả 26 nhé, shop. GZ. Anh ơi, GZ báo với các bạn nhân viên gửi cho anh. Chốt con này đi anh ạ. Mới lắm, con này mới lắm. Vé nào mua hết. Giữ được biển nhá, anh em như biển 2025. Giữ được biển anh em sau này thích đổi xe nào thì biển đổi cho. Chắc... bên mình có dịch vụ rút hồ sơ nhá, rút phát nhập luôn. Nên không bao giờ chủ xe mà biết mà lấy được nhá anh em nhá. Có à, bây giờ mới rút phát nhập luôn. Yên chín. Không cần phải mất. Giữ được hết biển nhá. Không rồi. Không bao giờ mất biển. Thích biển là vẫn còn được biển. Như em huấn vừa rồi là em ấy lỗ mất con đấy, con 200. Chém gió thì lỗ chỉ lỗ vỡ một. Anh em trên mạng mà tớ làm tí lỗ. Vision xi măng em còn. Giờ đang anh em đang kêu gào lung tung chết à. Navic cũng em còn luôn. Em không có mất gì đâu, nó Navic. mất công rồi, nhưng mà hiện tại là nó lỗ thế à. Còn mấy anh em một cậu em là đang ôm con 97 thứ 519 là đang ôm.
xe bán ở tầm em Ngọc mình. Latte à? Có dịch vụ rút hồ sơ nha, giữ biển. Đấy, mình làm nó là đẳng cấp rồi. Nếu mà nói về hồ sơ pháp lý thì đội này nó là ăn xong suốt ngày nghiên cứu nó rồi. Từ các quận, các huyện, các tỉnh, tỉnh nào khó tính, tỉnh nào dễ tính, các lãnh đạo nào khó tính, lãnh đạo nào dễ tính đều biết hết nhá. Tâm lý các sếp. Con này bao nhiêu tiền vậy chị ơi? 28 triệu. 28 rưỡi hay không? 500. Ai gọi từ chạy 848 cây. Xanh sân bản cấp nhất của lòng là Latte. Latte mới tinh. Form dáng em mới đầu nhìn tưởng Grande anh em ạ. 285 anh em nhá. Đăng ký tháng 3 hay không cái 4 xem. Vâng, quay 10 triệu em có luôn. Làm con quay này anh em giá thành vừa phải thôi. Chiếc quay Black Honda anh em nhá. Bản vành nan phanh cơ. 11 triệu 2016 nhá, 11 triệu. Đấy. Máy zin. 11 triệu đồng anh em đấy. Máy zin. 10 triệu anh em cố lên con này. 11 triệu. Vâng, 11 triệu. Cố lên con này anh ơi. Anh học mới lớn làm con này được không ạ? Zin máy zin anh em nhé, đời 2016. Bánh nan phanh cơ thôi. Biển số 29X3 28821. Vui vòng hơn 30 mình vừa. Sơn zin máy zin anh em nhé. Nghe tiếng máy của em. Chết mẹ lại hết sao. Kiện xăng. 11 triệu đồng anh em nhá, đảm bảo anh em máy zin. 10 triệu anh 11 triệu anh Huy ơi. 11 triệu. 11 triệu. Mua 9 triệu rưỡi anh em, triệu rưỡi. Winner 2024 có. 2025 chưa có anh em ạ. Anh có rút hồ sơ ở Thanh Trì không? Rút ở đâu chẳng rút được anh. Có hồ sơ đúng. Mình rút hồ sơ toàn quốc nhá. Ê, vâng. Ê. Lần này lần cuối anh nổ máy có không luôn anh ạ. Vâng. Đến trước khi đến được ga đi. Cứ phải lên le này. Ga đều chị. Lần này bảo trai anh em lần cuối nhá. Xe lên like mà phải nổ máy đàng hoàng. Cứ ga thoải mái đi. Không lên đây nhá. Hết xăng anh em ạ. Đấy hết sạch xăng khổ. 11 triệu. Đấy đi ăn đi làm. Sơn máy zin đẹp lắm. Bánh bánh tầm nào. Có đắt xe ôm. Đây anh em nhá. Đầu bò này. Quay cho anh em giữ đầu bò này. Đầu zin nhá. Yến mục tem mát. Hàng máy chất 3-4 năm sau không hỏng. Vâng, anh Nguyễn Đại. Chứ này em này, chưa người ngồi này. Đấy, tay lái này. Đấy. Có 11 triệu đồng thôi anh em ạ, 2016. Chiếc Way Black màu trắng. Đấy, anh em nào quan tâm những dòng xe này thì inbox trực tiếp cho em gọi điện luôn anh em nhé. Chốt luôn. Con ZX ngon nhá. ZX vừa mua bạc bài mình vừa like 16 rưỡi nhưng cái là máy zin. Xe ngon nhưng cái là hình thức về phải rộng. Thế rồi, về rửa giấy thì Minh Ngọc, biển số xe Hà Nội. Bảo rút hồ sơ mà anh ấy bận quá. Bây giờ em nhờ anh chị rút hộ em được không? Được bao nhá. Nhiêu? Anh Đại Cương được anh nhá. Anh Ngọc là anh trai. Em là anh Kiên ạ. Được, anh Ngọc là anh cả. Nếu mua xe Minh Ngọc thì mang lên mình rút. Đây. Bên em hỗ trợ rút cho anh em luôn. Nếu mà mua xe của Minh Ngọc nhá. Em cứ nổ máy. Anh trai ruột em nhá. Không phải đến đây lên. Xăng mới đổ thêm xăng. Lần sau là 500 nhá. Thế rồi thôi, anh em ra chơi 500 anh không nói nhiều. Dọa anh ạ. Nhiều lúc anh em xăng thì đúng ra sợ mùa này hanh khô cháy nổ. Mình có giữ xăng đâu nhưng mà cũng phải để cho người ta nổ. Người ta đi về nổ một tí không nổ nổi. Không được anh Hải Đông ạ. À. AB 2017 có anh ơi. Một đây. Vâng, quay rồi. Y cho em anh em nhá. Quay con đèn. Vâng, bên này cũng rất là đông. 300-400 anh em đang xem. Lại là 50-50 người. Zin anh em nhé, đây là zin hết rồi. Tăng nan zin. Cô sáng nhé, cô trưa 10 giờ. Đấy, công tơ chạy vạn 2. Đời 2017. 13.500 FI. Zin này anh em, zin hết rồi. Phun điện tử, giá nếp luôn đẹp nhé. Xe quay thì bớt thì khổ cho. Quay biển 29L1 64118 13.500.000 anh em ạ. 2017 đi, nga cho nổ. Mình đang nào khởi động xe mình vừa nổ đấy, đi trên đường mới ga mới phát đến trơn đi đấy, hết xăng thì bổ sung thêm xăng thôi. Nhà mình không giữ xăng rồi cháy nổ sợ lắm em. Anh em biết là bây giờ mùa này là mùa ấy. Nếu mà nói về cháy nổ nhá, xác định trên bộ chỉ đạo xuống nhá,
riêng cháy nổ là đồng chí nào chỉ huy ở quận đấy là chịu trách nhiệm, thế thôi. Thế không quan trọng, sợ lắm nhưng bây giờ tất cả toàn quốc luôn liên quan cháy nổ để phòng chống cẩn thận. 2017, con này 2017 máy còn zin. Nguyên khách sạn thì mình nguyên là bộ phận phòng cháy chữa cháy mất nó 1 tỷ. Mới vào hoạt động được. Năm 2 chùa Hà này 5 tỷ. Mới vào hoạt động đấy anh em ạ. Hoạt động được, đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy. Có anh Un, Un ơi, xe ra 20 triệu có nhiều. Khách sạn Hoàng Viên này mà đủ điều kiện về nguyên phòng cháy chữa cháy 1 tỷ. 1 tỷ đồng. Đấy. Không có cháy đâu. Ôi thôi. Quy trình thôi đấy. Đây này nó rất là nguy hiểm. Okay, vừa rồi cho mình tập huấn hết đấy ạ. Toàn bộ nhân viên mình đi tập huấn hết. Ai có bằng về phòng cháy chữa cháy. Đấy. 13.500 nha, 017 nha. 2017 bản FI đấy ạ. Xe SH màu cà phê bên em nhiều anh ơi. 2008 bên em nhiều lắm. Anh có thể inbox trực tiếp hoặc chút chút cho em sẽ lên cho anh em mọi người nhé. Đây, chiếc xe Vision đời 2013. Có hơn so với con này đẹp này. Vâng, giá thành vừa phải. Cho anh em giá dao động tầm dưới 20 triệu mọi người có thể cân đối cho em xe này này. Màu nâu cà phê. Đấy, màu nâu cà phê anh em nhá, zin này anh em này. Mọi người nhìn cái nào nó bọn em báo zin là zin. Báo luôn là xe đã được bắn tiểm rồi nhá. Đấy, anh em nhìn mặt. Vâng. Rất là đẹp này, tím này, tay cầm vẫn còn nguyên zin, tay sách được bắn tỉa này, đấy, da máy vẫn còn nguyên zin, hốp bầu lồng gió vẫn còn đẹp, biển 29P37642 anh em ạ, tất cả tay sách có bắn tỉa thôi, còn sơn này, tem đổ nha mọi người nhé, vỏ yên vẫn zin, màu nâu đẹp không, máy ngon chất lượng này, mình hỏa mình thổ, con này kim mộc thủy hỏa thổ đều đi được hết, rất dễ đi, biển để được, nếu mà sang tên đổi chủ biển để được anh em ạ. Máy ngon em ạ. Máy vẫn okay, đổ đấy. 16,5 bản vành trắng, bản 15 chốt. Triệu chốt. Không mua được. 15 giá mua vào rồi. Vâng, bọn em chỉ cộng tí thôi anh em ạ. 16.500 anh em nhá. Công dọn. Bán, bán 17 triệu đấy. Anh đấy. Em xem. 16.500.000 anh em. Đúng, mới tinh. Dáng anh em mà mua cho con cho cái dáng nhỏ nhỏ học sinh thì rất là dáng đẹp. Nhìn nó hơi cao anh ạ. Bởi vì nó hơi cao, bọn này nó nhỏ quá. Mình ở cái tầm to to đi, to cao đẹp dài, win đủ thứ sướng. Sim sơn của anh Đông là hợp lý, của anh Đông với của anh Ngọc là hợp lý. Nhà máy này 3 đến 5, máy bảo hành đến 3 năm không phải bảo hành nhá. Để bền kỳ 5 năm luôn. Nữa, không phải nghĩ anh em ạ. Hơn chục. Chọn con này ngon nhỉ, xẻ chất. Anh em nhìn thấy pha thế, nhìn thấy 16 triệu. 16,5 nhá. Cố lên anh em ạ, 16.500.000. Vô tay anh em này. Vô xe này anh em nhìn cái nút công tắc còn này gì, đấy cho anh em xem, vạn tư này. Nhìn con xe nếu mà anh em biết về nghề nhìn nó thấy nó vừa vừa vặn. Toàn bộ sơn zin hết đấy. Đây, cái này zin nhá, không phải mạ mỏng đâu. Đây, củ láp mới luôn. Nói chung là mình phải mua cái này mới mua. Không tham rẻ nhá, mình buôn xe. Điểm mình là không tham rẻ. Của rẻ là của ôi. 16.500 đi sườn anh em nhá. Đây con này thì bản S2 tầng. Tại sai đâu, khách hàng chịu. Anh em ạ, bán quán phở mẹ cứ bò tươi bò ngon nhất không ăn, mẹ phục vụ luôn. Bán phở gà, đầy đủ mẹ, gà mái mẹ nhảy ổ mẹ chặt khúc ra, chặt miếng ra cho khách ăn. Phở gà. Vì Phương Điệp SH125 rẻ có nhiều mà. Có nhiều 2125 thì giá thành tầm 39-40 triệu trở lên. Là anh em là tiền nào của đấy nhá. Mua được rồi đơn Diệp nhé. Tiền nào của đấy nhưng bảo gì tốt khó lắm. Mình mua 1.000 con xe nó có vài con rẻ, không có rẻ mấy đâu. Nó phải giá. Chứ bây giờ nhiều lúc ở trên mạng bán rẻ ấy. Không có đâu anh ạ. Có đội này mua hết rồi. Rồi lấy đây chờ em xíu ạ. Không có đâu nhá. Mình nói từ chính xác là không có đâu. Đăng thôi. Anh em mới bán con SH nhập khẩu nhưng không muốn. Thóc gạo nó có tinh rồi nha. Xe rẻ thì toàn trộm cắp với lừa đảo với đăng ký giả thôi. Mấy xe tai nạn thôi, chứ còn nếu ô tô xe máy thế mà xe nó vuông bắn. Vuông chẳng chặn thì rất khó, chỉ làm được một vài triệu khó được. Tiền nào của nấy mà anh đến em. Đến có đâu. Một vòng đi. Vâng, một chiếc xe bản 2023 bản LED 2 tầng màu đen, màu bạc sần anh em. Bản LED 2 tầng này. Đấy. Này là dòng dành 2023 anh em, nhìn tất cả ốc trục
đây, lốp luôn cho anh em, lốp zin theo xe con này rồi. Mắt mũi cận em ra là anh em phải nhìn, em chờ em xíu em kiểm tra đây. Tuần thứ 23 năm 2023 bạn... tuần. Tay cầm, tay nắm, tay phanh vẫn còn nguyên zin. 8.600 cây, yên áo nguyên zin anh em nhé. Đây yên này. Đây, sơn này. Hợp lý cho anh em. Sơn anh em nhìn này, bản Brick Election. Cho anh em xem con này này. Đây cho anh em xem giá này, mình lãi bao nhiêu đây. Đây tại sao đây 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 nhá. 39 triệu đây, T2 này. Chính chủ vân tay này. T2 nhá. Chính chủ vân tay. 39.852.000 này anh em này. Màu bạc. Đăng ký tháng 9 2023, mua ngày 20 tháng 8 2024 lên 3.5 triệu. Dương Ngọc Hà 245 Thanh Bình Mỗ Lao nhá. Xe này mình mua trực tiếp chính chủ nhá. Đây mình bán là 39 triệu, mình được có hơn 2 triệu anh em nhá. Đây lấy đơn giản con Vision vừa rồi này. Vision vừa rồi nhá anh em nhá. Tại vì cái bảng giá này là toàn bộ bảng giá bằng phần mềm nhá, chứ kế toán không chỉnh sửa đâu. Sai 1.000 vẫn lệch hết. Đây này con xe vừa đầu lai là con đây. Con biển 29L mà đuôi 64 này. 172 này anh em nhá. 17.230.000. À đâu. À đây 17.250.000 P1 đuôi 42 này. 17.240.000 54.000 này. Nâu này đăng ký tháng 6 2014 này, mua ngày 10 tháng 10. Lên 3.5 triệu. Nguyễn Thu Trang, tập thể Đại học Sư phạm 1, tổ 26 Dịch Vọng Hậu này. Đấy nhá, mình bán nếu mà bán giá là trừ đi nhá, là mình mua đã 10 vào đã 14 triệu rồi. Đấy nhá, mình để bán anh em 16.5 triệu, trong đó gọi là bôi son má phấn còn nhiều. Tất tần tật các công đoạn anh em, từ bê song, bê nồi, bê mâm, bê bát, bê đũa, rồi dựng dạp. Là loa đài đặt âm thanh ánh sáng. Âm thanh ánh sáng nha, hai MC hát khản giọng. Mẹ hát từ sáng chưa chưa. Đúng vừa rồi uống thuốc thanh quản. Nói nhiều anh em ạ. Nói nhiều. 3 ngày hôm trước bảo em hát vừa thôi. Mà em hàng hường đang viêm phổi, đang trong bệnh viện ấy, anh em cứ lên live và nói vừa thôi. Cái gì làm ít thôi. Ốm này, viêm phổi đấy. Một vòng đây con. Vâng. Lít anh em ạ, 2023 8.000 cây. Hai MC hát khản cổ. Có anh em nào quan tâm thì làm cho em 8.600 cây siêu mới luôn mọi người nhá. Sơn zin máy zin, anh em nhìn này, không có xước sát. Không có xước sát anh em ạ, tay nắm vẫn tay sách vẫn còn nguyên zin. Anh bảo rồi, bảo Dung ấy, em Hoàng Hường bây giờ nó cứ cố nó làm đấy, mẹ giờ nó viêm phổi nó cấp cứu rồi. Bản Spencer Edison nhá. Khỏi ốm rồi. Em Hoàng Hường nó ngay gần nhà anh, nhưng mà nó ngay gần đây mà anh em. Cách nhà anh trên T2, mấy trăm 431. Suốt ngày kêu gào các anh em bán hàng chết ốm. Con này đẹp anh em nhá. 8.600 cây. Siêu mới anh em ạ, siêu mới. Nên anh em làm ít. Hơn 8.000 cây. Vừa thôi, làm ít thôi. 50 bên em còn anh em nhá. SH 2008 hàng rất nhiều anh ạ, 2008 2009. Bạn anh có cái nick rất là hay. Đây thì to nhất làng Phú Kiên có con ẹc 150, là có anh có ẹc 150 nhá, anh ấy to nhất làng nhá. Nói anh có cái nick hơi hay đấy. Anh có nick này mấy chị em mẹ chết khiếp. Có nhá, ẹc 150 rất nhiều, hiện tại đang có khoảng 20 chiếc ẹc. Đỗ Ngọc, hai anh em vui tính dễ thương, chúc anh em lên em nào bán hết em đó. Ok, cảm ơn Đỗ Ngọc nhá. Cảm ơn. Vâng, một chiếc này lâu lắm rồi. Anh không nhầm, anh không nhầm con này, anh like lên lần này là thứ 10. Em cũng phải like tương đối. 35 Ninh Bình. 35 Ninh Bình anh em ạ. Anh Ninh Bình con hộ cái. Xe rất đẹp. 39 Nhu ơi. Lốp còn zin theo xe nhá, lốp đầy bịch nhưng mà để hơi lâu tồn kho. Đây em nhá. Dây bịch này. Bác này. 2017. Vâng, anh Diệu Ninh Bình. Anh bán con 350 đúng không?
xe anh mua mới. 2010 em có FI anh em ạ. AB. Chắc là mình đổi xe khác. Em tiền nó. Đại ca, chính chủ đại ca, đối với con xe đi 200 cây bán. Không, anh Quang Nguyễn ơi, em gái ạ. Chơi xe chính chủ thế này luôn nhỉ. Mua mới còn là chính thức được bao tiền? 100 mấy tháng rồi không nhớ, chắc 100 mấy. Nhưng mà mình thêm phụ kiện nhiều. Bác nhiều tiền quá, bác không nhớ rồi, nó mua trong chắc là nửa năm trước bán một cái như này mà. Vâng. Bán ở đây. Tiền đâu có xong hết rồi anh. Anh ơi. À rồi ok. Anh bỏ thuốc cho em cái, nó bị đình chỉ like. Không sao đâu. Không, vừa đình chỉ like đấy, vừa đình chỉ like. À vừa nó không vừa đình không hút thuốc. À thế à. Chỉ like luôn mà. Em qua lên ô tô lái okay, phát. Cảm ơn anh nhá. Đình chỉ like luôn. Đến em kia nhá. Cảm ơn đã để con xe. Nhà trong người trên chính chủ thế này. Ở đâu? Tam An nhỉ? Đấy, thế mới biết được là BD đó là giữa kết hợp giữa hai bà với Đống Đa. Anh vào nhà. Sơn chuẩn bị 4 kênh năm anh ạ. Màu đen Sơn chuẩn bị lên sóng. Chính chủ tên một đại đại ca. Chính chủ tên anh à? Nói chung là trường đại học đầu tiên của cả nước. Nhà phố thì chẳng gì ngoài tiền. Xong có 2023 đấy, 39 triệu xe bản sần, rất là đẹp luôn. Con này anh hạ giá đi anh ạ. Em là hôm nay là like cũng bạc mồm rồi. Anh em quan tâm cho em xem biển Ninh Bình mọi người nhá. 50cc. Rất là chất lượng luôn, máy vẫn còn nguyên zin. Rất nhiều 50cc nhá. Vâng, máy thì còn nguyên zin anh em ạ. Nhưng mà chắc khả năng em nghĩ là do cái biển số. Có anh em nào biển Ninh Bình đúng không ạ? Anh em nhìn pha kính mọi người nhá, tay nắm tay cầm vẫn nguyên zin này. Đây, em đi cho anh thế, anh ôm hơi lộn. Zin hết mọi người nhá. Lốp còn còn zin đâu xe. 2019 2017. Sơn zin, máy zin, lốp zin. Anh chưa lấy chồng nữa nào. Xinh quá, đẹp quá lại. 18 triệu 200. Bắt đầu hạ giá. Hôm nay xuống giá anh em nhá. 18 triệu 200 nghìn. Biển đẹp. B2 3 mấy lắm anh em ạ, cho anh em quay chú cái thớt láp này, bảy màu hết này. Đây anh em nhìn đẹp lắm, lốp còn giấy bích luôn, theo xe hết, máy mới. Đây là toàn kệ nó nha anh em, nguyên thì xe mông biển 29 Hà Nội có 350 bây giờ đấy. Juno Trần ơi, Ngọc Bảo ơi, cái con vừa xong là biển Hà Nội bạn ạ, 39 triệu là biển Hà Nội, chạy có 8.600 cây, chuẩn chỉ luôn, bản màu bạc sần. Con này thì xuống rồi anh em ạ, 18 triệu 200. 18.2. Ok Ngọc Bảo, qua luôn đi, không còn hết. Em đi cho anh nhé, em ở anh hơi lồn. Em like con này cũng tương đối là nhiều lần đấy ạ. Nhưng mà nghe có vẻ con này em cho like nhiều quá nhỉ. Cho những con lâu, nó lâu nằm trên cái bảo chay nữa. 50cc. Cho lâu. Còn có 2-3 con. 3 năm. Juno Trần. Ơi. Cháu nó. À, ô đồ là có 10.000 này. Cháu nó tuổi đâu còn lâu mới hỏng anh ạ. Ôi cái con này là 10 ngày đi. Cháu. Ngày mày mới lại lắm. Elizabeth Nữ Hoàng. Đời 2011, 2012. Màu xanh tím than. Vâng, bản FI đây anh em ạ, kim phun điện tử. Biển số 15. 15B1 55431 cho em. 11 triệu rưỡi đăng ký nhá, bản phun điện tử tiết kiệm nhiên liệu. 6 triệu rưỡi nhá, xe ăn 2 lít trên 100 km thôi. Quá là hợp lý. 6 triệu rưỡi anh em nhá. Qua cái biển thành phố Hoa Phượng Đỏ thôi. Em ơi, lắp cái giải sàn đấy nhá. Đi mua cái giải sàn lắm. Máy êm không? Êm ngang xe mới. Con này mới tiên bắt đầu mới ra là bán là 28 triệu đăng ký và tổng khoảng 35 triệu. Nó
Làm xong con này 6 triệu rưỡi quá hợp lý nhỉ. Nhà mình trước gia đình nhà mình đi mất khoảng 4 năm con này ngon lắm. Bền lắm mà đi thích lắm. Nó trèo đèo lội suối này. Khốp đây. Thay lời muốn nói luôn. Đây. Nhà khốp đây. Rẻ nhỉ. Rưỡi bạc con này. Lắp đôi gương anh cho đẹp. Nhìn lắp gương. Máy zin nhá anh em, có đi có vài năm không hảo đâu. 6 triệu rưỡi. Êm thế nhỉ. Lốp còn mới tinh nhỉ. Ai mua con này đúng rồi. Tiền ít thịt nhiều. Đấy, máy zin nhá. Sơn zin máy zin. Ai mua này lốp mới, lốp trước sau mới này. Con này tiền ít thịt nhiều nha anh em nhá. 6 triệu rưỡi. Giá của nó là quá bình thường, cái này là mình bắn nhũ rồi nha anh em nhá. Sơn zin máy zin. Nữ hoàng một thời. Nữ hoàng đây 6 triệu rưỡi. Trong đó giấy tờ đầy đủ, sang tên rút hồ sơ thoải mái nhá. Không phải làm gì cả. Ăn lại tiết kiệm sang bản phun điện tử. Tạm sóc cho sau ngon. Vặn lại cái này nhá anh. Tạm sóc ngon nhá. Nào. Ai đi con này sẽ cảm ơn mình, đó đều chắc chắn. Ngon quá. Đây, biểu tượng của mũ của nữ hoàng Anh Elizabeth này. Đấy. Giá thương. Anh em thích những cái dòng xe độ nhập không ạ? Đoàn em này mà đoàn BM giải phóng thì hết tài đúng rồi. Nhiều lúc đi ngược chiều công an của nó không ăn bắt thì hoặc là rượu bia vào anh em ra đón xe cho mẹ đỡ mất phí. Ok anh em chờ em xíu nhá, lên chờ em một xíu, Jim chuẩn bị. Cho cái. Chào anh em đến bán con biển 9889. Biển số 9889. Anh chào anh em cả nước ấy. Chào anh em fan của idol Kiên xe máy. Anh cũng là fan luôn. Không doanh nghiệp này nổi tiếng à? Doanh nghiệp Kiên này nổi tiếng. Em anh đến anh bán con Dream. Đấy. Trông anh đẹp dai nhỉ. Sao đẹp dai đi Dream hạp quá. Gần như xếp Kiên. À. Đi con này đẹp dai quá. Anh vụ bấm ngon dai hơn. Em hơi phòng đấy. Gọi là idol nổi nhất Hà Nam bây giờ. Anh giới thiệu tên gì ở đâu qua đấy? Mình tên Bên Tây Hồ. Anh Bên Tây Hồ à? Anh tên gì đấy anh em? Tên Trung. Trung Tây Hồ. Đấy. Hồ Tây. Con này biển được phết nhỉ? Thế thì mới ra gặp idol. 29B1 8998. Hót quay cho chú cái biển ý để cho anh em các dân chơi. Rồi vào đây nhé. À thôi, con đứng bên đấy được. Con đứng bên đấy được. Anh Trung ra đây. Anh đây để em ngó xe đi. Anh bán anh em trên này bao nhiêu? Anh nói cầu cho nó chuẩn đét luôn là 65 củ. 65. Đầu máy bao nhiêu? 51. 51. 2003. Trước con này chắc mua chỉ ba mấy để dọn đẹp trước vào. Trước là mua tính ra gần 3 cây vàng. À, mua chính chủ á? Mua 204 luôn. Đấu giá. Mua 204 luôn. Mua 2004 luôn. Anh mua con này luôn thật đó. Nếu mà nói sai chết luôn. Con quay vào cho anh em xe anh Trung Tây Hồ cái. Biển được cái biển đẹp em nhá này. 8998. À 9669. Vẫn mất rồi. Bán ra bây giờ không được cây vàng. Ngày xưa mua gần 3 cây. Vẫn mất. Bây giờ mà so vàng thì nó không cùng. Giờ vàng thì 90 sao anh nhỉ? Đã mà không biết đâu có lên cửa em đi bán. Đồ gom dọn rồi. Thật ra anh em phải đi đâu mà không có không có mét nào đi như thế luôn.
được có cái biển thôi. Xe anh ấy là xe chẳng xe giá trị vậy. Máy đi chất vãi luôn chứ không phải. Con này máy thì dòng zin thì nó đơn giản. Nguyễn Hiền trả 35 củ. Đúng ấy, nghe yêu yêu. Đây anh em đang bảo anh em. Trần Đoàn Tết gặp mua đào suốt. Con này mất lườn tiếp này. Zin mất lườn khó lên. Con mặt trên xe này của nó bình thường thế đâu, biển đẹp thì đúng rồi, chính xác, biển đẹp thì biển này cho thêm 10 triệu nữa, xả quá nhỉ, xả quá. Tôi tóm lại là anh em mới nhanh chóng, thời gian có hạn, gửi anh con này 40 không được đấy, em rất là thoáng tay rồi. Không có anh em nào thích thì kiên bán cho sau. Vâng, Phạm Văn Thái 30. Gửi lại cửa hàng gọi là 3 triệu. Okay. Đấy, anh biết đưa đồ đây rồi, anh em ai. Không, tôi hay xem like của bạn mà. Ai có nhu cầu thì lại liên hệ với mình nhá. Bây giờ anh bán không biết là bán trên này bao nhiêu để anh em đưa đồ không anh? Đây, 65. Khó giảm được không anh? Bao nhiêu? Bán được. Giảm. Giá đây chắc định không bán. Thì thật ra con xe này mình đi được mà xác định không bán được. Nó bài toán nó có giá của nó hết mà. Con này bình thường đấy em nói ra anh. Độ 51 mà có phải. Thì 51 con này nó bị mất đấy, mất lườn. Gì mà nó mất lườn thì khó. Mình biết ông kia đấy lâu lắm anh. Anh bán bao nhiêu thấp nhất đấy, bán bao nhiêu? Đấy bảo thật. Khó lắm, vẫn yêu xe này. Điều chỉnh chẳng hạn 45 mà bán không. Chẳng hạn nhé. Không bán. Ai có nhu cầu anh em thích nhé, con quay cho chú cái chung ở đây biển này. Được bạn. Biển đẹp nhá. 51. Đầu máy 51 anh em nhá. Mình đang giả anh ấy 45 triệu, anh em bán 65 triệu. Anh em nào có nhu cầu lại liên hệ. Thì em đi lấy số điện thoại anh chung nhá. Rồi anh em liên hệ, con quay vòng này một vòng nhanh nha chú. Đấy con này đồ đoàn lườn thì làm lại rồi, tem mác zin. Đấy, cũng hơi xước tí cái vành bánh tam nan thì bị gom tỉa, máy zin. Con này máy zin. Cái này gom tỉa nhá. Vào một số tam nan này. Cái này thay rồi này, cái này zin. Và cái mặt này thay xịn đấy, cũng phải thay của đồ xịn đấy, không thay đồ nhiều đâu. Xe nó đắt tiền. Điều chỉnh thấp nhất là bao nhiêu để anh em điều chỉnh, như phải cứ 65 thì nói chung mà chỉ gọi là tổng khoảng 60 đúng không? Thống nhất tổng khoảng 60 là ra đúng không? Đâu mình trên này để anh em trên này có cộng kiên 3 triệu là 63. Quan trọng anh cho bao tiền được thì là em cứ lấy số có gì là alo. Lên nhá. Lên mic đâu. Chào anh em trên này tí vào chào đấy. Tại anh cũng là người nổi tiếng nên ra là anh em đều biết anh em. Em chào anh em này đi. Chào anh em nhá. Chào anh em. Chào anh em. Về nhá, anh em về. Rồi, ok, đây 290 anh em. Vâng, một chiếc giờ đích cho anh em này. Đi làm anh em hãy làm cho em con này. Bản vành nan, vành đĩa. Màu đỏ đen. Em xem đời. Một vòng cho cô đi. Tem mác còn nguyên zin anh em ạ. 2013 14 dạ. 14 triệu nhá, 16. 16 à. 14 triệu đồng anh em nhá. 2016 biển L Từ Liêm. 59157. Vừa mới like hôm qua hôm kia xong. Cái này like ít trong góc lâu rồi. Em nhầm thế nào ấy? Rồi ít trong góc nào. Phải chế cương. 14 triệu nhá anh em nhá. Dùng theo dõi để ý. 2016 anh em ạ. Máy zin chế cơ nhá.
Đúng rồi, con vừa xong biển đẹp anh em ạ. À. Anh em nào lấy thì liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Rượu nhạt thôi, rượu nhạt bán được nữa thôi. Em thích chơi chơi. Đúng rồi, anh xe ôm. Mình thì cứ vài phải giá mình chơi nữa. Nó lại đẹp thì nó lại cao tiền. Nó căng quá, nếu mà không thay thì mua hẳn con đẹp ấy thì nó lại dễ ngon. Cái xe này đôi khi anh em đang bảo cái con biển 17 không? Con biển 17 đúng không? 17 là Diêm Thái á? Vâng. À không, mình mua nó tay nghề nó sắc nước rồi. Con vừa rồi thì nó cũng là được thôi, biển đẹp thôi. Không, nó cũng vừa vừa. Cái này Diêm được. Được. Có đồ nó cũng bị vào rồi. Rồi mình lên nhập khẩu anh em nhá. Đây nhá. Vâng ạ. Đây like anh. Anh Phạm Hoàng, ok anh. À, con lai anh con chủ xe con 160 nhá nhá. Vừa xong ai lại hút thuốc à? 200 cây nhá ạ, 160. Vừa xong ai nữa mà đúng không? Vừa xong ai. Mới đi có 200 km anh em nhá. Ai mua xe mới đâu con này. Đặc biệt là ai không hà biển Hà Nội này, biển này đuôi 73 thân tài này. Không có gì phải chê, vừa mua xong. Một vòng đi con. Vừa mua siêu mới 220 cây. Anh vừa mua xong đấy, đầu lai mình có giao lưu anh chủ xe đấy. Anh vừa đếm tiền xong anh nhảy xe ôm anh về mất rồi. Sợ nhờ, xe này đây kinh khủng khiếp luôn đấy. Một vòng đi. Lốp còn mới đây, dâu còn chưa dụng nha anh em nhá. Đây. Lông này chưa dụng. Người Hà Nội nhiều tiền lắm anh ạ. Đây. Đây này 7 màu anh em này, 7 màu. 7 màu, đây là đạn nhá. Đây là màu đồng đạn. 7 màu. 200 cây di lông dám kín, đã lắp ốp. Đã man nhỉ, đẹp. Một ba văn miếu, quốc tử giám. 160 anh em. 160. Vâng. Màu đen sẫm. Biển Hà Nội. Biển định danh. 0573. 200 cây để anh em tròn. Anh em nhá. Tròn buộc. Tròn buộc anh em ạ. Buộc. Tròn hai tập. Đây. Tròn hai tập. Honda Cường Ngân này. Mới đi có 200 cây nha anh em, hết sức vui vẻ nhá. Đây này, Cường Ngân này nha. Gương chưa lắp lần nào nhá, một đại gia sự rửa xe chưa có này anh em nhìn. Không xước xác tí nào đâu anh em. Mùi rửa xe. Con quay gần ở đây nhìn được nó. Hương Yên. Đây. Quá là mới luôn. Đây này, thưởng này. Số bảo hành các thứ này. Con là Cường Ngân này. Lắp ốp đi tan, lắp dán đi lông. Xe này dán đi lông không xước, xe mới tinh. Không xe không ghép xe biển, bấm biển đẹp nhá, biển này biển đẹp đấy. À. 55 thần tài đấy. À. Ốp 2 lớp luôn. Ốp titan 2 quá lớp mới luôn. Đấy anh như vừa chào nhau vừa về đấy. Chìa khóa có cả thêm cái chìa khóa 4 cạnh đấy nhá. Đây chìa khóa càng này. Anh ơi tôi mua mới về, tôi đăng ký vào tất cả các thứ vào 115 triệu. Tôi lắp dán các thứ vào. Thêm mất 4 triệu nữa thì tôi tính rằng lên anh chỉ việc chơi thôi. Đấy. Hết vào ngon lành anh đào, hết ốp. Ôi. Tất cả ngon, không có phép chuyên. Đây máy nổ máy cho anh em nghe. Đấy nghe tiếng thép nó còn 220 cây. Lông dâu bánh sau. Lông toàn buộc nha anh em nhá. Tôi lai thêm mấy con nữa không nhỉ? 120 cây. Đây anh em nào kiếm 50 cc rồi cho sinh viên không cần bằng đấy ạ. Con này là con cúp. Em có rất là nhiều. À, 50 triệu kk. Nói chung căng lắm. Mới mà anh em xe hơn 200 cây anh em nghĩ là quá mới tốn rồi. Anh em nếu mà cảm thấy một khi mà tiền chịu khó lỗ một tí thì vẫn kết nối anh em mình bảo anh Thiệp giải quyết là xong nhá. Không em không bao sang tên anh ạ, bán giá tại cửa hàng giá đấy, thích sang tên thì bây giờ trực tiếp chính chủ vừa gặp đấy, vâng. Em trực tiếp chính chủ luôn, chứng minh thư đủ, mình chụp đầy đủ. Còn không thiếu gì. Anh Tùng Anh ơi 100 nhanh nhá, chạy 220 cây đấy. 160 đôi mua xe mới chưa rửa lần nào anh em nhá, từ đi 250 cây chưa rửa xe lần nào. 220 cây đấy anh ạ. Năm mới nào, 106 cây đấy, toàn 100 200 cây, mấy chục cây. Quay gần đi cho cô con ơi. 50cc siêu mới anh em ạ, bản Việt Thái anh em nhá. 2024. 2023. À, 2023. Đây anh em nhìn mới đây. Ốc này, quay. 12.300.000 nhá. 12.300.000 hay 106 cây. Hàng rượu nhạt bán chuẩn luôn.
Thực ra là mua về chắc chẳng đi đến sao mọi người ạ. 2023. Đây, hàng Việt Thái mọi người nha, mới này, tinh tươm luôn này. Tóc biển Hà Nội 29AL00081. Thế quý ở cái mới. Scope new, the new. Cúp 81. Bản mới nhất hiện. Bản mới nhất anh ạ. Xe nó km mới được có 106 cây này. Vâng, 12.300.000 anh em nhá. Xe mới đi được 106 cây nhá. Xe về cho ba mẹ nó mua con xe mới về cho con cái đi học hành đây, mới tinh. Đăng không còn anh em ạ, 125 không còn. Xe ok, Hương Yên. Hơn 100 cây. Mình giấy Hà Nội anh em nhá, 5 cầu giấy Hà Nội. Linh Trọng Tuyến ạ. Mặt nó mình sợ nó đau gần hơi nhẹ. 52 chùa Hà cầu giấy Hà Nội. 12.300.000. Nói chung là tòa này là to nhất phố anh em nhá. Tòa địa chỉ ở phố này là tòa này là tòa to nhất phố rồi. Diện tích mặt tiền là 14.5 m anh em nhá. Mặt tiền 14.5 m. Sâu vào là 25 m. Vâng, anh Thảo Trần xe 82 đi qua tin mãi mà không được. Anh Thảo 82 thì nhà em có 82 50. Số mới ra được. 90. Đâu biển số mới ra được. 70 em có anh nhá. Anh có thể qua trực tiếp bên cửa hàng bên em luôn cho nó nhanh. Cúp hiện tại em để lại số các bạn sẽ liên hệ. Vâng, em còn con cúp hơn 100 triệu, 127 triệu đây anh em ạ. Vẫn còn xe đẹp xuất sắc. Nó là hơi 70. Xe giấy tờ đầy đủ anh em nhá. 14 triệu con này nhá. 2012 cho em một chiếc Vision 14 triệu đồng bản tem 2012 này. Đấy, tem giấy 14 triệu tem mác vẫn còn nguyên zin, tay sách vẫn còn nguyên. Biển 28 Hòa Bình, 28F1. Triệu đồng anh em nghe tiếng máy của em này. Dòng máy chạy. Máy zin nhá. Vâng. Xe mình có dọn dẹp đánh bóng qua tí rồi. Xe mình có dọn dẹp đến đánh bóng qua tí rồi. Trước khi về nhà chồng. Mít 2012. Lít 2012 từ 10 triệu đến 13 triệu 500 anh ạ. Có lít 2012 vừa mua mấy con ngon lắm. À mua xe có phải giấy tờ gì không? Anh chỉ cần chứng minh thư của anh là được. Bọn em có trách nhiệm bảo hành an ninh pháp lý cho anh được mà. Cái Hoàng Kiên đóng dấu cho cái giấy Hoàng Kiên anh em đi cả nước. Chà chà. Vision 2012 sai, anh ạ. Sai đâu mang lên mình nhìn đẹp. Bên mình bán xe cho suốt mà anh em khách hàng đi thoải mái. Không có vấn đề gì cả. 14 triệu nha anh em nhá. Vâng, 2012. Nhập khẩu thì bên em rất là nhiều màu anh em ạ, màu cà phê, màu xanh, màu đen, màu đỏ. Hiện tại đây là màu trắng anh em nhá, bản 2011 đấy. Quay cho cô một vòng. Nhập khẩu hai phanh đĩa anh em nhá, màu trắng. Con này như 125 hay sao nhỉ? Con này một xe Việt phong nhập. Tôi nhập Việt phong nhập. Rồi, Việt phong nhập anh em ạ, đời 20 lắp nhập anh em ạ. 2015, sorry anh em. Nhá. Lên form lên bộ, bộ độ lên bộ form nhập đấy ạ. 150/2015. Vâng, 150/2015. Lên bộ form nhập để em nhìn nữa. Anh em lưu ý 150 nhá. Ra máy đúng là 2015. 2015. Cuối 2015. Cuối 2015 anh em nhá, là mặt đồng hồ xanh. 52 triệu. Lên ngon nhỉ. Xe này mà lên hết một nhập nhỉ. Này trong... đúng của nhau khẩu ý thì nó là 150. Không khác tí gì anh em ạ. 2015. Bản khóa thông minh nha anh em nhá. Cộng đó. Anh em ạ, bản khóa thông minh. Mặt đồng hồ xanh nha anh em. Mặt đồng hồ xanh là mặt đồng hồ đời cao nhất. Mặt xanh là đời cao nhất của dòng xe này của nó Việt Nam nha. Nhưng lên form nhập nhá. Form. Lên xe nhập khẩu ý. Trông giống nhập khẩu. Còn anh em ạ, giống EC nhập khẩu. Nó được cái ưu điểm là tiết kiệm nhiên liệu, ít hỏng vật. Và máy SH Việt Nam anh em thừa biết là rất chất. Sang nhé, ngồi đẹp dài, đẹp dài. Đấy, cao to đẹp dài nhé. Con này mình nó mới hạp, nó vừa miếng. Đấy, to cao đẹp dài. Đấy này, đúng tầm
Rồi này, tán gái vẫn lấy thêm vợ nữa anh em nhé. Vẫn có thể đi tán gái vẫn lấy thêm một vợ nữa nhé. Bây giờ rất là nhàn. Rất là nhiều nhập khẩu anh em nhé, đây có anh em nào hỏi nhập khẩu màu cà phê này. Em vẫn còn nhiều cà phê nhập khẩu này. Màu đen trong nhà có. Màu trắng đây anh em ạ, đây màu trắng đây nhập. Nhìn nhầm con kia nó là Việt Nam lên form. Con này đúng đời hay không đi? 1 triệu anh em nhé. Giới thiệu anh em là qua vừa mua. Anh em là qua vừa mua lọ hoa mới anh em. Anh ơi, địa chỉ 52 Chùa Cầu Giấy Hà Nội. Quan lai con này 34 anh em bảo bớt anh 533 năm rồi okay. À. Ai chứ công an phường mấy bộ đội là quý lắm. Giới thiệu anh em là khu vực chợ Nghĩa Tân anh em nhé. Hoa là hoa lụa rất đẹp anh em ạ. Đấy. Mua rất rẻ thôi con. Gần cổ. Lọ hoa đẹp anh em. Còn trong kia là bộ lọ hoa hồng kia chuẩn bị đi mừng Tân Gia anh em. Đấy. Tân gia nhà mới của anh em cán bộ công nhân viên đây. Nhà Hà Nội nhá, mua nhà Hà Nội. Cứ toàn Hà Nội, nhà lầu xe hơi hết rồi. Đấy, này anh em ạ. Thoa Vision. Inbox trực tiếp cho bạn Thoa, bạn lấy Vision. Số tài khoản đặt cọc của mình là 6252 và 816 nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Cảm ơn em chiều dùng trong này được không? Được. Ok. Hạt khổ ấy. Ok rồi nè. Ok, cảm ơn anh em. Xin chào mọi người. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn anh em vào 4:30 buổi chiều ngày hôm nay mọi người nhá. Ok.